Vào mỗi buổi sáng, bể bơi này luôn thu hút đông các em thiếu niên nhi đồng đến học bơi do Đoàn Thanh niên xã Bình Tân tổ chức. Được trang bị kiến thức, lý thuyết bơi cơ bản và thực hành bơi dưới nước, nên chỉ sau vài buổi học, Hưng cùng với các bạn của mình đã tự tin hơn khi tiếp xúc, xử lý những tình huống dưới nước. Em được học những kỹ năng bơi sải, bơi ếch và cứu đuối. Thì xuống nước nếu như mà chẳng may gặp tình huống nguy hiểm thì mình vẫn có những cái kỹ năng để mình thoát hiểm cho bản thân. Đây là năm thứ tư Đoàn Thanh niên xã Bình Tân phối hợp với các trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bình Tân và Ban Quản lý bể bơi Hải Long tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 9. Năm nay, lớp học bơi có 50 học viên do các thầy giáo dạy thể dục ở các trường học trên địa bàn huyện Đông Hưng trực tiếp hướng dẫn. Chúng tôi hướng dẫn các em chống đuối ở dưới nước thì cái việc đầu tiên là cho các em phải không cho nước tràn vào đường hô hấp. Sau đó là các biện pháp tiếp theo đó là kêu cứu, sử dụng những cái vật nổi, vật dễ bám để cho các em bám vào và các em thoát khỏi đuối nước. Chúng tôi sẽ tổ chức cho các em khoảng 15 buổi tập bơi, qua đó thì hướng dẫn cho các em các cái phương pháp phòng chống đuối nước cũng như là dạy các em các kỹ năng bơi cơ bản để giúp các em phòng tránh những tai nạn về đuối nước. Lớp học bơi cho thanh thiếu niên trong dịp hè không chỉ giúp các em rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất, có những kỹ năng phương pháp phòng chống đuối nước, mà hoạt động này của Đoàn Thanh niên xã Bình Tân còn tạo ra sân chơi bổ ích lành mạnh, tránh xa được các tệ nạn xã hội cho trẻ em trong thời gian nghỉ hè.